đan lưới, vá lưới. Từ bao đời nay đã dần trở thành một nghề sinh kế của bà con ngư dân vùng ven biển Bà Rịa Vũng Tàu. Từ khi những làng chài xuất hiện, người dân đi biển đánh bắt tôm cá bằng nhiều loại ngư cụ, trong đó có ngư cụ truyền thống thô sơ như lao, xiên, mắc bằng đá, bằng gỗ hay sắt. Theo thời gian, họ sáng tạo ra những loại lưới bằng sơ sợi tự nhiên hay sợi nhân tạo, mang lại hiệu quả đánh bắt cao hơn. Theo kinh nghiệm đánh bắt của những ngư dân, lưới cũng được chia làm nhiều loại. Nhiều cái tên thú vị được đặt theo những loại hải sản mà họ đánh bắt như lưới cá đổng, lưới mực, lưới ghẹ. Với người ngư dân, lưới như người bạn đồng hành trong những chuyến đánh bắt, và sự tồn tại của nghề đan lưới truyền thống như một minh chứng cho sự vững bền của ngư dân. Ở làng chài trăm năm tuổi Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hầu hết những người dân nơi đây đều gắn bó với nghề đánh bắt hải sản. Đi cùng với nghề khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển là nghề đan lưới nhằm cung ứng các dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần cung cấp, sửa chữa ngư cụ cho các phương tiện khai thác thủy sản trên biển. Công việc chính của người thợ là đan lưới, ráp và vá lưới. Thông thường sau mỗi chuyến ra khơi, bộ lưới đánh bắt cá sẽ được các chủ phương tiện thay đổi bộ khác. Bộ lưới vừa đánh cá từ ngoài biển về được thợ đan lưới kiểm tra, vá lại những nơi bị rách, hư hỏng. Ngoài vá lưới, người thợ còn đấu ráp các mảnh lưới thành một tấm lưới thành phẩm. Thông thường, một tấm lưới đánh bắt cá trên biển có dạo dài từ 130 đến 150 mét, chiều dài trên 800 mét. Khi đấu ráp xong phần lưới, người thợ tiến hành đầu tóm phao, xỏ khoen, kẹp chì. Đây là khâu rất quan trọng vì nó quyết định cho dàn lưới có độ nổi, độ chìm và độ căng vừa phải khi thả xuống biển. Còn xỏ khoen phải cùng chiều để khi kéo lưới lên không bị vướng, bị kẹt dây. Công việc ráp lưới đòi hỏi người thợ phải có tay nghề, kinh nghiệm, kỹ thuật và quan trọng nhất là lưới phải có độ trùng, độ giãn, mềm mại để khi cá vào vòng vây không quậy, không phá lưới thoát ra ngoài. Nghề đan lưới diễn ra quanh năm, cái nghề không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi người thợ phải cần cù, chịu khó, khéo tay. Thực tế, hầu hết những người thợ đan lưới ở làng chài là phụ nữ, một số ít thợ chính là nam giới để thực hiện các công đoạn khó khăn, nặng nhọc và đòi hỏi tay nghề, kỹ thuật cao. Nó đúng ra là cái nghề có như cha truyền con nói, nhưng mà hồi thời hồi đó cũng ông nội tới giờ luôn, qua đời cha, qua tới đời bên đây luôn mới làm cái nghề lưới này không. Nó cũng nhiều loại nhưng mà đa số là lưới này đi đánh bắt thường hơn. Lưới này người ta gọi là lưới cá đổng hay là gọi lưới xanh. Cá cũng còn khoảng 10 mấy con ký, như mùa này thì mà đánh bắt lưới này. Còn mùa tới mùa bắc á, không mùa gió chướng bắc á, người ta đi lưới mực ngang hay là lưới ghẹ. Cái mùa nào thì mình làm theo mùa cái nghề lưới đấy. Nhưng nghề tháng này mình đi làm nghề lưới cá đổng. Rồi cái mùa khoảng tháng 9, tháng 10 á, bắt đầu mình đi lưới mực ngang. Bây giờ chỉ là mình vô đầu chì thôi, chứ còn hồi xưa á, mình phải đương, phải đan cái lưới, đan lưới xong rồi mình mới vô. Còn bây giờ máy nó dệt á, thì mình chỉ vô đầu chì thôi. Hồi đó mà nếu mà một tay lưới mà vô như vậy á, là mình phải đương khoảng gần một tháng mới được cái lượng lưới này. Còn bây giờ lưới máy giờ nó liên tục luôn. Cái thủ công thì nó dệt lưới, bây giờ nó dệt cũng tốt hơn, tính ra tốt hơn hồi xưa. Tại hồi xưa nó đúng ra một quy trình mình đương rồi nó cũng lâu, chứ còn bây giờ máy nó dệt bây giờ nó cũng lưới nó cũng dẫn đều mà nó đẹp hơn, nó đánh bắt hay hơn. Thì có người làm người này người nọ, nhưng mà đa số người ở biển người ta làm lưới thường xuyên hơn. Cũng với lại những người mà ta lớn tuổi hoặc là không có trình độ, ta không có làm hãng xưởng được, thì ở nhà ta đan lưới vô lưới thôi. Đa số này là mấy đứa nhỏ nó dẻo tay, nó làm nhanh, chứ mình lớn cũng làm cũng lấp bắp, mình làm nó cũng quen rồi, mình cũng nhanh rồi, mình với lại mình tranh thủ mình làm để mà kiếm thêm thôi. Thì nó cũng phải cũng cần cù mà nó cũng phải chịu khó ngồi. Bây giờ nó đúng ra là ít lắm, chỉ có những người hơi bộn tuổi người ta làm thôi. Dạ, tại vì ta nó đúng ra thì không làm công ty này nó được, cho nên ở nhà ta đang lưới vô lưới thôi.
hoặc giả là cột đầu lưới này. Ở ngành biển mình á thì nói chuyện theo, nhưng mà thế hệ này bắt đầu chuẩn bị về sau thì nó cũng bớt ra giờ, chứ không còn được như hồi xưa nữa. Nó đúng ra bây giờ nước mình phát triển, đất nước phát triển, giờ công ty dùng mở hãng xưởng đồ, bây giờ với lại tụi nó có đi học. Còn xưa thì nó đúng ra ông bà xưa thì không có học hành gì mấy, cho nên cứ bám theo nghề biển làm theo nghề biển. Chứ còn bây giờ quy ra thì cũng còn nhiều người làm biển, chứ không phải là không để nó nổi mà thất truyền đâu. Ngày nay đan lưới, cột lưới dần trở thành những trò chơi dân gian đặc trưng, không thể thiếu trong các dịp lễ hội lớn của người dân. Điển hình như lễ hội Nghìn Ông Nam Hải, lễ hội Dinh Cô. Không chỉ là niềm vui hội của người dân, họ thi nghề với nhau để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với các bậc tiền nhân đã có công dựng làng, lập ấp, trao truyền lại nghề nghiệp nuôi sống bao thế hệ làng chài, góp phần làm cho không gian văn hóa miền biển thêm rộn ràng, sống động. Quanh năm gắn bó với mũi kim sợi cước, những người phụ nữ vừa là hậu phương vững chắc cho những chiếc ghe đầy tôm cá, cũng vừa là những thế hệ gìn giữ, phát huy tinh hoa nghề truyền thống, truyền lại cho thế hệ mai sau. Những trò chơi nào mình cũng thích hết, đan lưới, rồi nhảy bao bốn hay là ta cuộc lưới rồi vậy đó. Những cái môn thi này là tổ chức gia là cho bà con ta xem để mà mình có ủng hộ thêm, cũng như là cho nhiều dân ở xứ xa cho người ta biết để người ta tới ủng hộ quê mình. Người nghiệp mười mấy năm vô, phải đưa nhanh chứ. Cái này đương thì nó hơi lâu, cái còn vô thì nhanh nữa. Chứ người biển mà mình không biết ăn, biết làm thôi, không được. Phải phụ chồng đi biển, mình nhà mà làm lưới được chứ. Cũng như một số làng nghề khác, nghề đan dệt lưới ở thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức ra đời từ lâu và đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Mặc dù không phải là vùng sông nước, nhưng nghề vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Làng dệt lưới Sông Cầu hầu như hoạt động quanh năm. Lúc mới lập địa, khai nghề, ở Sông Cầu chỉ có 14 hộ hành nghề đan lưới, chủ yếu dệt bằng tay. Đến nay, toàn thôn đã có trên 30 hộ sống bằng nghề này. Và 100% cơ sở dệt lưới đều chuyển sang dệt máy, hiệu quả gấp 5-6 lần. Sản phẩm lưới ở đây có đủ loại, phục vụ nghề đánh bắt hải sản và cả những nhu cầu khác trong đời sống, như lưới che chắn cho sản xuất rau an toàn, lưới dùng trong thể thao, lưới võng. Hồi trước ở đây cách đây khoảng chừng 20 năm làm đơn sơ. Nên là 20 năm trở về đây thì nói chung có máy móc hơi tân tiện chút. Cho nên sự thật là gia đình tôi thì được 6 người con. Thế bây giờ nói chung cũng thành đạt hết rồi. Cái nghề này thì con cái cũng thành đạt, còn đi làm việc. Nên là nói chung là lao động mà cái chịu khó làm thì có công. Thì buổi sáng làm thì buổi tối có tiền. Thế chúng đó 6 người con, có hai người theo nghề mình. Còn 4 người học ra trường thì đi làm việc riêng tư. Cái nghề này không bỏ được bởi vì ai yêu nghề là cứ làm thôi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, làng lưới Sông Cầu vẫn đứng vững. Đến nay, các sản phẩm về lưới không chỉ được xuất khẩu khắp nơi trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn tỏa sang muôn nơi, đến hầu hết các tỉnh ở miền Nam và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Và khi mùa lũ đến, người người, nhà nhà ở Sông Cầu lại khẩn trương hơn, thay phiên nhau làm việc ngày đêm để giao hàng đúng hẹn. Vùng quê Thanh Bình, Sông Cầu suốt bao năm nay, người dân vẫn miệt mài, chăm chỉ với nghề đan dệt lưới. Tiếng guồng quay sợi, tiếng thoi đưa, hòa cùng tiếng cười nói mỗi sớm, mỗi chiều, tạo nên một không gian rất riêng ở làng nghề đã có từ nhiều thế hệ. Trong mỗi gia đình làm nghề, từ trẻ em đến người lớn tuổi đều có thể giúp việc. Đàn ông thì ngồi máy dệt, phụ nữ đảm nhận việc may và kết lưới. Ngày xưa hồi mà vào đây thì cũng nhờ dệt lưới. Nhưng sau này giờ tuổi thì lớn, thứ nhất con cái giờ nó học hành ra trường được thì đi làm chỗ này được kia làm kia, rồi không ai dệt nữa. Còn thằng con trai giờ nó đang dệt. Còn tôi thì chuyển qua ngày nay thì tôi làm máy vả. Bây giờ cạnh tranh lắm, nhưng mà cái hàng này hình như hàng nó khách hàng nó ưa chuộng lắm rồi, giờ dệt giống đủ hàng bán. Nếp sinh hoạt của làng nghề đan dệt lưới Sông Cầu đã tiếp nối suốt mấy chục năm qua, và chính cái nghề truyền thống được những người dân miền Trung đầy nắng và gió mang theo trên hành trình tìm vùng đất mới lập nghiệp đã dành cho Châu Đức có một làng nghề độc đáo. Nghề đan dệt lưới này
không chỉ giúp chính các gia đình vượt qua nghèo khó mà còn góp phần xây dựng quê hương mới. Và các thế hệ nối tiếp nghề đã trao truyền cho nhau thông điệp: khi nào biển sông khô nước thì bà con xóm lưới mới bỏ nghề. Tuy thầm lặng, nhưng nghề đan lưới đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của những con tàu để những chuyến ra khơi trở về tôm cá đầy khoang. Cũng nhờ cái tính chịu thương, chịu khó, khéo léo, tỉ mỉ của những người làm nghề đã góp phần gìn giữ văn hóa, truyền thống, nghề biển.